Có bao giờ bạn nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi, chúng ta đang tìm kiếm điều gì trong những ngôi sao xa xôi ấy? Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một thắc mắc, nó chính là nguồn cội của một hành trình khám phá không giới hạn, nơi con người luôn khao khát hiểu biết về vũ trụ rộng lớn và những bí ẩn bên ngoài tâm với của chúng ta. Ngày mà thế giới thay đổi mãi mãi có thể được đánh dấu bởi một câu nói vang dội từ một vị tổng thống vào đầu thập kỷ 1960, khi ông thách thức toàn bộ nhân loại. Chúng tôi chọn đi tới mặt trăng. Đó không chỉ là một lời kêu gọi hành động, mà còn là một khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của sự khám phá. Trước đó, con người đã nhìn lên bầu trời, tự hỏi về sự tồn tại của các hành tinh, các ngôi sao và điều gì nằm ngoài trái đất. Nhưng từ thời điểm đó, chúng ta đã quyết định không chỉ ngắm nhìn, mà còn phải đặt chân đến những nơi chưa từng được khám phá. Khi Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969, nói rằng đó là một bước nhỏ cho một con người, nhưng là một bước nhảy vọt khổng lồ cho nhân loại. Câu nói ấy không chỉ đơn thuần là một mốc son trong lịch sử, mà còn mở ra cánh cửa cho những khám phá mới về vũ trụ. Lần đầu tiên, con người không chỉ đứng trên một hành tinh, mà còn mở ra khả năng tìm hiểu những thiên thể xa xôi khác. Phản ứng của một số người vào thời điểm đó có thể không giống như chúng ta mong đợi, khi mà một số người đã không cảm thấy sự vĩ đại của sự kiện này. Họ có thể đã cảm thấy như thế đây chỉ là một điều bình thường. Tôi là Keaton, và bạn đang xem tại Keaton Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lý do tại sao việc khám phá vũ trụ lại quan trọng và liệu mọi thứ có đáng để đầu tư hay không. Tại sao chúng ta lại muốn khám phá vũ trụ? Lý do cho sự khám phá không chỉ đơn giản là sự tò mò. Nó còn mang lại những lợi ích thiết thực cho cuộc sống trên trái đất. Khám phá không gian là một hành trình không chỉ mở rộng kiến thức khoa học, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội, công nghệ và tương lai của nhân loại. Việc khám phá không gian giúp giải mã những bí ẩn lớn của khoa học, từ sự hình thành của các hành tinh và sao, đến những hiện tượng kỳ diệu như lô đen, sao neutron và siêu tân tinh. Những nghiên cứu này mang lại cái nhìn sâu sắc về vũ trụ, đồng thời giúp con người hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự tiến hóa của hành tinh chúng ta. Ví dụ, việc nghiên cứu sao hỏa qua các cuộc thám hiểm như Rover Perseverance đã cung cấp dữ liệu về khả năng tồn tại sự sống trong quá khứ, giúp làm sáng tỏ lịch sử của hệ mặt trời. Không dừng lại ở đó, khám phá vũ trụ còn mở đường cho sự phát triển của các công nghệ tiên tiến mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nhiều thiết bị hiện đại như GPS, hệ thống liên lạc và công nghệ máy tính đều có nguồn gốc từ những nghiên cứu không gian. Những thách thức mà các nhà khoa học và kỹ sư đối mặt khi thực hiện các sứ mệnh không gian đã dẫn đến nhiều sáng tạo và đổi mới. Chẳng hạn, công nghệ cảm biến được phát triển để sử dụng trong tàu vũ trụ đã được áp dụng trong lĩnh vực y tế, cải thiện khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh tật. Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu lớn nhất của việc khám phá vũ trụ là tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Việc nghiên cứu các hành tinh khác không chỉ mở rộng hiểu biết về sự sống, mà còn tìm kiếm những nơi có tiềm năng hỗ trợ sự sống trong tương lai. Những thiên thể như Europa, vệ tinh của sao mộc với khả năng chữa đại dương ngầm, hay các exoplanet trong vùng có thể sống được là những ví dụ điển hình về tiềm năng này. Biết rằng sự sống có thể tồn tại ở nơi khác không chỉ làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ, mà còn định nghĩa lại bản chất của chính sự sống. Khám phá vũ trụ còn liên quan mật thiết đến sự bền vững của nhân loại. Khi dân số tiếp tục gia tăng và tài nguyên trên trái đất ngày càng khan hiếm, việc tìm kiếm các hành tinh khác có thể là giải pháp cho tương lai. Nghiên cứu không gian chính là bước đi đầu tiên để hiện thực hóa khả năng định cư ngoài trái đất. Những nghiên cứu này cũng giúp chúng ta hiểu hơn về biến đổi khí hậu và cách mà các hành tinh khác có thể cung cấp giải pháp cho những thách thức toàn cầu. Cuối cùng, khám phá vũ trụ không chỉ là hành trình khoa học mà còn khơi dậy tinh thần khám phá mãnh liệt trong mỗi con người. Những hình ảnh tuyệt đẹp về các hành tinh, ngôi sao và thiên hà từ tàu vũ trụ không chỉ gợi cảm hứng mà còn nhắc nhở chúng ta rằng con người chỉ là một phần nhỏ trong vũ trụ rộng lớn. Chính những hành trình này thúc đẩy sự sáng tạo, khát khao hiểu biết và mơ ước về một tương lai đầy tiềm năng. Khi chúng ta nghĩ đến việc khám phá vũ trụ, không thể không nhắc đến những vùng tối tăm và bí ẩn đang chờ đợi chúng ta. Vũ trụ không chỉ là một không gian trống rỗng, nó chứa đựng hàng triệu bí mật mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Những câu hỏi về nguồn gốc, sự sống và những điều tồn tại ngoài tầm với của chúng ta đã thúc đẩy các nhà khoa học và nhà thám hiểm suốt hàng thế kỷ. Một trong những khía cạnh thú vị nhất của vũ trụ là sự hiện diện của các lô đen. Những cấu trúc bí ẩn này là điểm cuối của sự sụp đổ trọng lực, nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Lô đen không chỉ là những điểm tối trong không gian, chúng là những cỗ máy của thời gian và không gian, với khả năng bề cổng và làm biến dạng chúng. Nghiên cứu lô đen có thể giúp chúng ta hiểu về những quy luật cơ bản của vật lý và có thể thậm chí đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi lớn nhất của nhân loại. Thời gian có thể đảo ngược không? Hay có thể có những thực tại song song bên cạnh chúng ta? Ngoài ra, các nhà thiên văn học còn phát hiện ra hàng tỷ thiên hà xa xôi
chứa đựng hàng triệu ngôi sao và hành tinh. Việc nghiên cứu những thiên hà này không chỉ cho phép chúng ta hiểu về sự hình thành và tiến hóa của vũ trụ, mà còn mở ra khả năng tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Một ví dụ điển hình là Andromeda, thiên hà gần nhất với chúng ta, nơi mà các nghiên cứu đang tìm kiếm các hành tinh nằm trong vùng sống được. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra một hành tinh có sự sống, nơi mà các sinh vật khác đang tồn tại và phát triển. Điều đó không chỉ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về chính mình, mà còn định hình tương lai của nhân loại. Bên cạnh đó, những hiện tượng kỳ lạ như tia gamma và sóng hấp dẫn cũng đang trở thành những đối tượng nghiên cứu đầy hứa hẹn. Tia gamma, với năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, có thể mang lại những thông tin quý giá về các vụ nổ siêu tân tinh và lô đen. Trong khi đó, sóng hấp dẫn, được Albert Einstein dự đoán, là những gọn sóng trong không gian thời gian do các sự kiện khổng lồ như va chạm giữa các lỗ đen tạo ra. Việc phát hiện ra sóng hấp dẫn đã mở ra một kỷ nguyên mới trong thiên văn học, cho phép chúng ta nghe thấy tiếng vọng của vũ trụ và tìm hiểu về những sự kiện mà trước đây chúng ta chỉ có thể tưởng tượng. Và không thể bỏ qua những bí ẩn như vật chất tối và năng lượng tối, dù chúng chiếm tới 95% vũ trụ, nhưng đến nay vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Vật chất tối không phát ra ánh sáng hay bức xạ, khiến việc quan sát và nghiên cứu trở nên đầy thách thức. Dù vậy, các nhà khoa học không ngừng nỗ lực, bởi những khám phá về chúng có thể giúp giải mã nhiều khía cạnh của sự hình thành và vận động của vũ trụ. Hành trình giải mã những góc khuất sâu thẳm này không chỉ là việc tìm kiếm tri thức, mà còn là một cuộc phiêu lưu đầy tiềm năng cho trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của con người. Những bí ẩn ấy mời gọi chúng ta đặt ra những câu hỏi trọng đại, khơi dậy sự hợp tác toàn cầu giữa các nhà khoa học, kỹ sư và những bộ óc say mê khám phá. Qua từng bước tiến, không chỉ có câu trả lời cho những điều huyền bí, mà còn là cơ hội để chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình. Việc thám hiểm vũ trụ giống như cuộc hành trình bất tận, nơi mà những điều chưa được biết vẫn luôn chờ đợi. Mỗi bước đi không chỉ giúp chúng ta tiến gần hơn đến sự thật, mà còn mở ra viễn cảnh về một tương lai đầy triển vọng cho nhân loại. Khám phá vũ trụ không chỉ là hành trình tri thức, mà còn là một thử thách khổng lồ, đòi hỏi con người vượt qua giới hạn của khoa học và công nghệ hiện tại. Trên con đường này, chúng ta phải đối mặt với những trở ngại về kỹ thuật, tài chính, đạo đức và sự cần thiết của hợp tác quốc tế. Thế nhưng, chính những thách thức ấy cũng tạo ra cơ hội vô giá để mở rộng tầm nhìn và tri thức về vũ trụ. Một trong những thách thức lớn nhất nằm ở công nghệ. Việc thiết kế và phát triển tàu vũ trụ đủ an toàn để đưa con người vượt qua giới hạn của quỹ đạo trái đất chưa bao giờ là dễ dàng. Từ những vụ nổ tên lửa đến các sự cố ngoài không gian, mỗi thất bại là một bài học đắt giá. Nhưng thay vì lùi bước, con người đã sử dụng những bài học đó để thúc đẩy sáng tạo, cải tiến và mở ra những chân trời mới cho công nghệ vũ trụ. Vấn đề tài chính cũng là một trở ngại lớn. Chi phí khổng lồ cho việc khám phá không gian luôn đặt ra câu hỏi liệu đó có phải là khoản đầu tư hợp lý hay không. Tuy nhiên, những lợi ích thu về từ các công nghệ không gian đã chứng minh giá trị của sự đầu tư này. Từ GPS đến công nghệ y tế, những ứng dụng mà nghiên cứu không gian mang lại đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo những cách không ngờ. Không chỉ vậy, sự phát triển của lĩnh vực này còn thúc đẩy nền kinh tế và tạo ra vô số cơ hội việc làm trong các ngành khoa học và công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, chúng ta còn đối mặt với những câu hỏi đạo đức khi thám hiểm vũ trụ. Việc mở rộng con người ra các hành tinh khác đặt ra vấn đề. Chúng ta có quyền thay đổi hoặc can thiệp vào môi trường trên các thiên thể khác hay không? Cần có một cuộc thảo luận toàn cầu để đảm bảo rằng những bước đi của nhân loại trong vũ trụ không chỉ phục vụ cho lợi ích riêng mà còn phải có trách nhiệm với hệ sinh thái và sự sống mà chúng ta có thể chạm tới. Hơn hết, khám phá vũ trụ mở ra cơ hội hợp tác toàn cầu. Những dự án như Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự hợp tác giữa các quốc gia. Khi các quốc gia cùng chung tay, chúng ta không chỉ đạt được những bước tiến lớn về khoa học mà còn xây dựng tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa các nền văn hóa và quốc gia khác nhau. Hành trình khám phá vũ trụ không chỉ nhằm tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn của không gian, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình. Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt không chỉ là cơ hội để phát triển và đổi mới, mà còn để chúng ta khám phá khả năng vô hạn của con người. Mỗi bước đi trong cuộc phiêu lưu này không chỉ dẫn dắt chúng ta đến những miền đất mới, mà còn tạo dựng hy vọng và tương lai cho các thế hệ tiếp theo. Trong hành trình khám phá vũ trụ, chúng ta đã vượt qua vô số thách thức và mở ra những cơ hội không giới hạn. Từ những bước đi đầu tiên trên mặt trăng đến các sứ mệnh thám hiểm các hành tinh xa xôi, mỗi khám phá không chỉ làm giàu thêm kiến thức mà còn định hình tương lai nhân loại. Khám phá vũ trụ không chỉ là việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất mà còn giúp giải quyết những thách thức lớn của loài người như biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Công nghệ vũ trụ đã mang lại nhiều ứng dụng thiết thực
làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quan trọng hơn, nó khơi dậy niềm đam mê và sự sáng tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi những ước mơ vươn xa. Mỗi bước tiến vào không gian mở ra những chân trời mới, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí của mình trong vũ trụ. Khám phá vũ trụ không chỉ là sứ mệnh khoa học, mà còn là trách nhiệm cho tương lai nhân loại. Những điều kỳ diệu vẫn đang chờ đợi phía trước, và mỗi đóng góp của chúng ta hôm nay sẽ là di sản cho thế hệ mai sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn yêu thích nội dung này, đừng quên nhận đăng ký kênh Kitten Explorer để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hãy like, chia sẻ và để lại bình luận để ủng hộ mình tiếp tục hành trình khám phá vũ trụ đầy thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.